Vâng, anh rất mạo hiểm, anh định thực hiện một cú coi như là siêu mạo hiểm luôn. Tôi đã can anh ấy rồi đấy. Rồi, diễn đấy. Thôi. Úi xổi đi mẹ, đá. Và anh quyết định mạo hiểm. Mạo hiểm cả tính mạng con xe vào đây. Anh rất thích mạo hiểm. Anh có thể loại là đào hầm là đúng đó, đúng là bài. Ghê quá, nghe nhở, tắt vào hôi hồn. Nghe nhở, để làm quả clip này. Cảm thấy không được là thôi luôn nhá. Đi mẹ. Thôi. Ui ôi. Fucking lay. Ui hết hồn. Rồi mẹ bây giờ xuống đây. Ui rồi. Sợ quá. Đi mẹ bây giờ xuống. Đéo biết xuống kiểu gì luôn đi. Sâu tổng ra được 10 mét. Đi mẹ. Kinh fucking lay. Chơi trò này cũng vui ấy, mạo hiểm vãi lời luôn anh em. Tắt mồ hôi anh em ạ. Toàn mồ hôi đi chưa? Tắt mồ hôi đấy. Mẹ. Sợ quá chứ đi. Anh em ạ. Khổ VLC. Người ta bảo khổ VLC, đây bị khổ VLC. Sợ quá anh em ạ. Anh thật là dũng cảm. Phải nói đây là một trong những người. Một cái đoạn kia. Ôi nó lăn xuống dưới tận đây. Thì các bạn nghĩ gì? Các bạn thấy sao? Các bạn thấy sao? Vất vả à? Ừ. Không. Tâm huyết RC. Không phải vất vả đâu, các bạn mình chơi trò hú tim. Anh vừa độ con xe xong ấy. Vâng, anh ấy rất là yêu xe. Anh rất là đam mê. Anh đang chụp từng ly từng tí một. Anh vừa làm xong con xe này, nói chung là rất là tâm huyết. Nó có thể chạy tốc độ, nó có thể trườn bò. Con xe scale khá đẹp. Anh đang gọi là enjoy chụp ảnh, ngắm nghía, say mê kinh khủng luôn. Công nhận nhìn con xe này của anh rất là yêu. Toát mồ hôi hột. Anh vừa thực hiện một cảnh quay cực kỳ mạo hiểm. Quá mạo hiểm luôn. Hy vọng là anh ấy mãi mãi đam mê cái món này. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho anh ấy. Và nghệ sĩ không thể không nhắc đến người đã thực hiện con xe này, đó là nghệ sĩ Đốm Mưu. Với bàn tay phù thủy của anh tạo nên một con xe cực đẹp. Tôi rất thích xe này. Chụp đầu, chụp đít. Anh bắt đầu chuẩn bị liếm xe. Mà anh đang chơi trò mất dạy bánh hoạn. Làm tình với xe. Yeah.